Một trong những điều mà mình tâm đắc trong cái cuốn Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo đó là liệu thêm nhạc thì dựa vào cái binh binh pháp này ta có thể suy luận ra được những cái mà trong triết lý trong kinh doanh trong vấn đề nhân sinh thì cụ thể nó như thế nào thì vào trong đi sâu vào tác phẩm chúng ta sẽ thấy đây nó nằm trong cuốn ba liệu thế nó nhặt sách Võ Kinh. Võ Vân hỏi làm thế nào mà biết được thực hư trong lưỡi ý của địch. Thái Công nói lên cao trông xuống để biết được bí động, nghe trống không kêu, mõ không tiếng, xem ở trên lưỡi ý thấy nhiều chim bay mà không sợ, thấy xem ở trên lưỡi ý thấy không có khói, biết đó hẳn là địch trá để lừa ta. Thái Công nói quân địch với họ có thể đánh, người ngựa đến ăn có thể đánh, thời trời không thuận có thể đánh, đánh lương buôn tẩu có thể đánh, không đề phòng có thể đánh, mệt mỏi có thể đánh, tướng lìa quân sĩ có thể đánh, không mũi có thể đánh, bị ngăn trở đường hẹp có thể đánh, đi loạn hàng có thể đánh, lòng sợ hãi có thể đánh, nghe chiên trống xem hàng ngũ mà biết được tài, lấy thua mà dụ, lấy lợi mà nhử được mình, làm mà động lòng cho sợ, quấy rối cho lúng túng để biết được thái độ. Đó là xét ở kia niềm niềm nghĩ dấy lên thì ta phải biết, mưu kế đặt ra thì ta phải rõ, trí mà có thể che được, xảo mà có thể giấu được, lòng ta phải xét, đó là xét ở ý. Nếu nếu như ý chưa thấy chưa giấy mà đều nghĩ trước đổi cả, ta biết lòng địch để biết địch nghĩ định nghĩ sâu lòng ta mà phải suy ra thì mưu đó có thể gieo vào được. Trăm chiến là trăm việc, quân tranh là giao chiến, tướng tranh là mưu kế, tướng tướng tranh cơ với nhau, phàm là người ta phải biết không tranh sức mà phải tranh lòng, không tranh ở người mà phải tranh ở mình, phàm người ta mà biết thì không tranh ở việc làm mà tranh ở đạo, không tranh công mà là tranh ở chỗ không không công, công ở chỗ không công mới là công lớn, tranh ở chỗ không tranh mới là giỏi tranh. Thế có lúc không thể đánh được mà nên kéo dài thế địch rất sắc, tạm phải chờ, đó là lơ là, địch đến rất nhiều thì tạm thời phải chờ cho nó trễ nải, gọi quân chưa đến phải chờ tập họp được, người mới phụ chưa thiệp phải chờ cho họ tin, mưu kế chưa nên phải thì chờ cho nó lớn mạnh lên, thời chưa đánh được thì tạm dừng đánh, kẻ vụng quý ở giữa, kéo dài là thế phải đánh mà cứ chần chờ, động phải mà không thua, quân ra phải là vạn toàn vạn toàn. Việc binh không có làm thử đâu, thế nên là thời cơ đã đến thì người đã tập hợp mà lại dùng dằng chém dài thì đó là biếm quân vậy, quân tướng lười, thời cơ không lợi, nước sắp khốn cầm quân, tên cõi mà không biết quyết chiến đó là làm mê quân vậy. Ta có chí mà chậm thì người sẽ tính trước ta, thấy mà không quyết định thì người sẽ phát trước ta, ta phát mà không nhanh thì người sẽ thắng ta, khó mà khó được ấy là thời, dễ mất ấy là cơ, nên phải làm cho nhanh vậy. Quá nữa địch không thể đánh chớp nhoáng mà thắng được thì ta phải dùng cách giằng co ở trước phía trước thì địch không thể vượt qua được, giằng co ở phía sau thì không ai dám chống, dám ra địch mạnh mà cô thế thì giằng co cả đầu và đuôi khiến cho nó chạy vậy mỏi mệt, địch giỏi mà tiến trước thì ta phải gieo vào đoạn giữa khiến cho đầu đuôi không thể ứng với nhau, thế lớn mà rộng, quân nhiều mà nản, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia làm cho nó hợp thì khó mà tụ được, chia thì khó mà giữ được,
Ta bèn gồm quân lại, nhắm thẳng một hướng mà có thể thắng rồi. Hoạt động gấp sức thì việc gì mà không tốt. Người tất thắng, khi do dũng mà thắng, có khi do trí mà thắng, có khi do đức mà thắng. Nhiều khi nhiều lần thắng, có khi một lần thắng. Thắng được nhiều dũng là do trí, thắng được nhiều người trí là do vùng. Thắng được đức là cần phải sửa mình. Người giỏi thắng không cần phải thắng nhiều lần, mà cần toàn thắng, cần phải bảo đảm thắng. Nếu nhòm lợi nhỏ thì chỉ theo dần cho địch. Bền chí địch làm kiêu khí của quân ta, thì đó là khinh tướng, làm nhục chí của quân ta mà cơ sở, thế là bất thắng. Sách Kinh Thế, khó khăn về sức mà mượn sức của địch. Không thể giết được thì mượn gương của địch. Không có của thì mượn của địch. Không có cản sản vật thì mượn sản vật của địch. Ít quân tướng thì mượn quân tướng của địch. Không đủ mưu trí thì mượn mưu trí của địch. Ta muốn làm mà dụ địch để sai khiến, đó là mượn sức của địch vậy. Ta muốn giết mà lừa cho địch giết, đó là ta đang mượn gương của địch vậy. Yên thế được cái sở hữu thì ta làm tan được tài sản của địch, khiến cho nó tự đánh nhau, đó là ta mượn quân của địch. Đảm và tạo việc làm của nó là làm việc làm của ta, nhân kế đó mà thành kế của ta, đó là mượn mưu trí của địch. Không phải tự ta làm, cứ ngồi mà được việc. Ta không ra tay được thì mượn người khác ra tay, thậm chí có khi lấy địch mà mượn địch, mượn địch của địch, khiến địch không biết mà cuối cùng để cho ta mượn. Phóng khiến cho địch mà không thể cho ta mượn thì đó là cách mượn khéo. Ê cầm, theo đạo trời thì nổi lên sau khi thắng. Việc binh nó đánh vào chỗ dễ, không nên đánh vào chỗ khó. Quy dữ thì tan, sắc nhọn thì gãy. Cho nên địch đem quân đến, thế không thể đợi ở lâu được thì ta cầm. Thế bắt, binh muốn thắng ngay thì ta cầm. Địch đánh có lợi ta địch đánh có lợi thì ta đánh, không lợi thì ta cầm. Thời nên giữ yên, động trước thì nguy ta cầm. Hai kẻ địch đánh nhau, hẳn có người thương bại thì ta cầm. Địch tuy có trí năng nhưng có kẻ cản trở thì ta cầm. Nó ở thế hiểm, ta ở thế yên thì ta cầm. Nó đói thì ta no, mà ta no thì ta cầm. Nó nhọc mà ta đủ thì ta cầm. Thiên thời sắp hại, địa nạn sắp hãm, dễ khí sắp nhục thì ta cầm. Cầm cho nó đã mệt, thời buổi dậy mà đánh thì sức vẹn không nhiều, đánh đáng gấp thì thời cơ lợi hoãn sẽ cầm lại, kéo dài để bền sức thì cầm. Cầm lâu mà để cho địch khó, dùng sâu làm trước, đó là điều bí của phép binh. Hỗn mà lộn xong, lộn xong vào chỗ hư thì địch sẽ không biết đâu mà đánh. Lộn xong vào chỗ thực thì địch không biết đâu mà đánh. Lộn xong vào chỗ kỳ thì với tính thì địch không biết biến hóa làm sao. Lộn xong với quân, lộn xong với tướng thì địch không biết đâu mà nhận cho đúng. Lộn xong với tướng địch để lừa quân, lộn xong với quân địch để lừa tướng, lộn xong với quân và tướng để lừa thành nhân. Dùng cờ xí, dùng một cờ xí với nó, cùng một áo giáp với nó, cùng một trang phục với nó, giả làm tướng mạo như nó, thừa cơ chui vào phát tự lòng bụng nó, đánh từ trong nó ra, đó là tự phân biệt mà nó không thể phân biệt được, đó là giỏi lộn xong vậy. Địch nhà thì có làm cho nó nhọc. Có hai thuật, đó là đêm đánh tống nghiêm quân như là sắp ra đồng, đến sáng thì nghỉ cho nó trễ nải, thì chợt ra chuẩn bị tối tối để đánh ban ngày, chuẩn bị ban ngày để đánh tối, đuổi thay mà xung xung đột, không để cho nó nghỉ ngơi. Thế gọi là quấy đội nhỏ, hoặc là bộ quân mặc giả hiệu áo địch, nhưng lúc nó trễ mà cướp dân, thừa lúc nó nổ súng, chợt nổi lên mà chém giết, chợt dừng mà yên lặng, nó làm cho hô thì tan, giỏi thì họp, muôn người như một, tối đi sớm về, ra phương đông và phương tây, ngờ thần ngờ quỷ, không tiếng tâm không dấu vết. Thế là thế gọi là quấy rối ngầm. Địch no thì ta làm cho đói, có hai thuật, địch có thiền vương mộ người dùi cho dùi cho chìm, địch giữ kho chứa thì ta dùng giang mà lấy.
xe lương thì bắt dùng thuốc súng đốt đi, thế gọi là hại đỏ, đánh thuốc độc vào nước suối để cho người bị khát, đánh thuốc độc vào lưng cỏ để cho ngựa bị đói, đổ đất vào bao và đông cát để giả giả thiếu, thế gọi là hại ngầm. Tuy thế không thể giữ tỉnh và giữ trận ngồi yên từ thành. Ở đây có chú thích quấy rối rõ, tức là quấy rối rõ ràng, cái quấy rối ngầm là quấy rối một cách thần ngầm kiếm bao đất là tổ địch thái sử Đại Châu của nhà Tấn sai tướng Trấn Đông Đài lấy đất đựng vào bao giả làm gạo, sai 1.000 quân chở lên đài để cho địch tưởng rằng quân mình no đây đâu. Đông Cát tức là Đàn Đạo Tế là tướng nhà Tống đời Nam Bắc triều đánh quân với quân người Thiếu Lương, đêm sai quân đóng cát rồi lấy ít gạo đổ lên trên. Sáng ngày thì địch thám thấy tướng quân Đạo Tế còn nhiều lương lắm, cho nên không truy bức. Từ Thành là Tổ Dĩnh người Bắc Tề làm thứ sử Tề Châu, khi ấy nước Trần đến đánh, nhân dân nhiều người phản đối, Dĩnh sai người đóng cửa thành người coi. Có thành đều xuống cả dưới thành ngồi im lặng, đường thì cho cấm người qua lại, không hiểu thế nào, tưởng là người chạy đi bỏ hết thành không, không phòng bị, thốt nhiên định đem quân ra hỏi quân địch kinh hãi chạy tan. Thuận Sương là tên đất nay tỉnh An Huy, Trung Quốc, lưu hủy lời tổng cao tôn đánh kim thái tử là một trục ở đây, theo quân cầm cự với nhau ở thành Thuận Sương, một trục đem sai người đến gần thành nghe ngóng, quấy trong thành im lặng, không có tiếng gà chó. Thì như vậy thì gà chó không tiếng, quân kim vua chạy ở Thuận Sương, ngõ đêm không nghe kẻng canh không điểm, kẻng canh không điểm, ồn ào thì dễ, im lặng thì chẳng khi nào mà không thắng. Tôi thế không thể nhàn rỗi vậy, tới địch mà không vội nóng nảy thì nó thừa được, rửa cửa quét nhà thì địch mạnh phải sợ. Uống rượu đánh bạc ở Chiên Yên, cởi áo ở Tân Đình thì ở có dư cơ hội là ứng được. Tuy thành đều nằm ở dưới cả và ngồi yên lại, đường thì cấm người qua lại, địch không hiểu thế nào, tưởng cho là chạy đi bỏ thành không, không phòng bị. Thốt nhiên định đem người qua quân họ hét thì quân địch sợ hãi bỏ chạy. Quân bò du quan đến ngựa hồ phải bọc chăn vì thả cho quân địch vào sông Hoàng Hà mà giặc kim vỗ bụng cười ăn năm không kịp, không quên việc kiếm đất thành bỏ chỗ dễ làm chỗ khó, xe trước đã bị đổ nhiều rồi, tuy vậy không thể không cầm giữ vậy sắc võ kinh võ hầu hỏi về phép đánh giặc khẩn thưa dùng binh phải biết rõ tình hình của địch thật hơn như thế nào, đừng nhằm vào chủ nguy mà đánh, địch ở xa đến hàng ngũ chưa ổn có thể đánh, ăn mà không phòng bị có thể đánh, đun nấu ren có thể đánh, nhập mệt có thể đánh, chưa được địa lợi có thể đánh, lỗi thời không theo có thể đánh, lặn lộ đường dài quân sau chiến nghị có thể đánh, qua sông nửa chừng có thể đánh, đường hiểm đường hẹp có thể đánh, cờ xí loạn động có thể đánh, số trận đổi đời đời đổi có thể đánh, tướng sĩ tướng liều cũng sĩ có thể đánh, lòng sợ có thể lắm, phàm gặp trường hợp đó nên kém quân tinh nhuệ rồi xung đột trước, sau khi chiêu quân mới đến cứ việc đánh gấp, không ngờ gì nữa võ hầu hỏi hai quân đang đối nhau không biết rõ người tướng ta muốn dò xem thì đang dùng thuật gì, khởi thưa sai người hàng mà dũng đem quân tinh nhuệ để đánh cúc thua chạy mà không cúc được, xem địch đuổi đến ngồi một chỗ mà đứng có thể biết được họ dở hay như thế nào, khi đuổi theo mà giả cách không đuổi kịp thấy lợi mà giả cách không biết, tướng làm như thế thì gọi là truy tướng, đừng nên đánh nữa, nếu thấy chúng on sòm cờ sĩ đối biết quân tử đi đứng binh tướng gặp ngang thì đuổi theo không còn còn sợ không kịp, thấy lợi còn sợ không được, đó là ngu tướng. Dù nhiều quân có thể bắt được, phàm giấy quân phải xét rõ quyền biến ở trong ngoài,
để tính xem quân đủ hay thiếu, nhưng thừa hay không đủ, so sánh đường lối vào ra, rồi sau mới thấy nếu quân dẹp loạn thì đó tất được. Đường lớn mà thành nhỏ thì trước hết phải thu lấy đất, thành lớn mà đất hẹp thì trước đến phải đánh thành. Đất rộng mà ít người thì ta phải chỗ chặn chỗ, đất hẹp mà nhiều người thì ta có thể đắp bờ để đi tới. Đừng làm mất địa lợi của dân, đừng cướp mất thời ruộng của dân. Chính trị thì rộng rãi, nghề nghiệp thì bình thường, cứu chữa những khó tệ như thế mới đủ chứng lệnh để thiên hạ được. Nay các nước chiến quốc đánh nhau, nước lớn đi đánh nước có đức. Quân từ một ngữ thì đến một lượng thì đến sư, mệnh lệnh bất nhất làm cho lòng dân không ổn định thì trộn kiêu ngạo xâm lấn để mưu lo sự kiện quan lại lo xét việc, như thế thì thường hỏng cả. Ngày chiều đường sang lại có khí nản, quân mọi tướng tham chỉ tranh cướp nhau, như thế dễ thua lắm. Phàm tướng khinh lưỡi thấp, quân chúng chạy náo động thì có thể đánh được. Tướng trọng lưỡi cao, quân sợ thì có thể vây được. Phàm cho mở cái lợi nhỏ khiến cho dần mòn yếu thì có thể sản chết mà không dám ăn. Quân đánh đêm là vì sợ, quân tránh việc là vì lìa lòng đợi người đến cứu. Hẹn đánh mà khao khát, đấy là lòng nóng lòng mà khí nản, khí nản mà bại quân, hỏng mưu thì bại nước. Sách tôn tự: binh mà đạo dối trá, cho nên giỏi mà tỏ ra không giỏi. Binh là đạo dối trá mà dùng mà tỏ ra không dùng, gần mà tỏ là xa, xa mà tỏ là gần, đem lợi mà những người, gây loạn mà đánh người. Thấy chắc thì phải phòng, thấy mạnh thì phải đánh. Trêu cho nó tức, nhúng cho nó kêu, làm nhàn khiến cho nó nhọc, nó nhân thì khiến cho nó lìa. Đánh ở chỗ không phòng, ra ở chỗ không ngờ, đó là giỏi nhà binh mà không truyền, mà không thể truyền trước bệnh. Phàm chưa đánh mà thiếu toán đã được tính được nhiều, chưa đánh mà nhiều toán không được là tính được ít. Tính được nhiều thì thắng, tính được ít thì không thắng, cũng chi không tính. Ta xem đó là thấy rõ được sự thua vậy. Cho nên phép dùng binh, gấp 10 thì vây, gấp 5 thì đánh, gấp đôi thì chia, ngang nhau thì chiếm, ít ra ít hơn thì biết trốn, không bằng thì biết lắm. Cho nên nhỏ mà chỉ biết liều thì bị địch lớn bắt. Phàm tướng mà giúp nước, giúp chú đáo thì nước hẳn mạnh, giúp sơ hở thì nước hẳn yếu. Cho nên nhà nước có ba đường lo, nhà vua có ba đường lo: không biết rằng quân không nên tiến mà cứ bảo tiến, không biết rằng quân không nên thoái mà cứ bảo thoái. Thế gọi là buộc quân, không biết công việc của ba quân mà trị ba quân. Như trị nước thì quân sĩ là sinh hoạt, không biết vườn biến của ba quân mà gánh vác trách nhiệm về ba quân thì quân sĩ sinh ngờ. Ba quân đã hoặc đã ngờ thì các nước chư hầu sẽ đến đánh. Thế gọi là loạn quân, dẫn đến cho địch đánh thắng mình. Cho nên mới nói biết người biết mình, canh đánh không nguy. Không biết người mà biết mình thì đánh một được một thua. Không biết người mà không biết mình thì đánh dễ đánh là nguy. Mũi cao mà nhọn là xe lọ xe lại, thấp mà rộng là có quân bộ lại, tám mà bắt kẹo là có người hái củi, ít mà bay đi bay lại đó là dân quân. Lời nhũng trên là thêm phòng, bởi ấy là tiếu, lời mạnh mà quân tiến nhanh ấy là lùi. Xe nhẹ cho ra trước, ở vào một bên đường ấy là bày trận, không ước mà sinh hòa đó là mưu. Bốn tẩu mà bày quân ấy là hẹn, nửa tiếng nửa lùi ấy là giữ, dựa vào binh khí mà đứng ấy là đói. Gục nước mà uống ấy là khát, thấy lợi mà không biết tiếng ấy là nhọc. Chiếm hoạt ấy là không người, đêm la hò ấy là sợ hãi. Quân rộ ấy là không trọng, cờ xí lay động ấy là rối loạn. Quan lại tức giận ấy là mỏi, cho quan cho ngựa ăn thóc, giết bò ăn thịt ấy là thiếu nguyên cỏ. Quân không treo nồng, không trở về nhà ấy là giặc cùng.
Thì gầm xuống giường thong thả nói với nhau ấy là mất lòng luôn, thưởng luôn là quẩn, phạt luôn là khốn, trước dữ tợn rồi sau sợ quân ấy là mất kinh mất mật, hạ mình đến chính tà ấy là muốn nghỉ ngơi. Sắc bảo giám sinh địa nơi hữu tiền hậu không phải là bất tử huyệt, đâu có đường bằng lương tiến thoái đều xin lời cả. Sinh địa tôi nói là lời của nhà binh có thể dùng được, khi có 6 trường hợp đem quân vào sâu được đó là trường hợp khá dùng, quân ngựa tinh sắc trọng thế quen biết đó là trường hợp khá dùng, tướng địch trăm người tướng địch nghiêm đó là trường hợp khá dùng, tam mạnh địch yếu đó là 4 trường hợp khá dùng, đại tướng vốn có ân tín với quan quân phục theo đó là 5 trường hợp khá dùng, tướng sĩ thích đánh đó là 6 trường hợp khá dùng, không dùng được trong 2 trường hợp muốn lính đến nhà đó là trường hợp không thể dùng, tiếu thì lợi lui thì hại đó là trường hợp không thể dùng. Sự lợi hại ở đất sinh và đất tử há không dễ xem xét, tử địa tức là giữa núi ngang sông mường nước lương đều đất tử địa thì nó là hại của nhà binh, nhưng nó có thể đánh được trong 4 trường hợp, ân nguy của tướng nọ quan quân phục theo đó là 1 trường hợp, quân ta cùng với quân địch ngang nhau ta đánh thì có lợi để nó đánh thì có hại, cần sai quan vào quân tự chiếu đó là 2 trường hợp, khi bị địch bức bách lương cỏ đều hết đó là 3 trường hợp, quân trước bị phá quân sau còn như cũ đó là 4 trường hợp, còn không thể dùng có 3 trường hợp nó đông mà ta ít đó là một lợi hại chưa rõ mà ép quân làm cưỡng đó là hại, dùng dằn chưa quyết đó là 3, xem động tĩnh ấy là dũng nhất, tốt quân là bước cao mắt trông không nhức ngang đó là trường hợp, cấp chân bước cao mắt không nhức ngang đó là trường hợp, tướng trầm tĩnh ở cấp mà đơn giản ở nguy mà yên tĩnh, siêu tạo người nhà Tấn đương lúc quân tầm áp cõi thế như núi Thái đè trồng trứng, thế mà quyền đánh cờ như không khấu chuẩn nhà Tống đương trong khi quân khiết đơn vào cướp thư báo biên báo tin ấy, góp mà chuẩn và uống rượu đánh bạc tự nhiên thế mới phải, thấy người ngồi như hổ đi lại như chim cắt bay đem quân tới địch mà uy giận có bội lên, thấy lợi mà cứ tiếu không nhìn lại ở sau, người tử cầm quân thì tiếu thoái bảo quyết, xem người thì thân thả vui tươi, trí thì ở trừ bạo đó là khí độ của một tướng quốc, thấy ác không nhận thấy lành không mừng, nhan sắc không thay đổi đó là lượng của người thiên tử, được ở thắng nhỏ gặp thua nhỏ mà mừng lo hình ra nét mặt, hệ thái động thì động, thấy tỉnh thì tỉnh nhát mà không tính toán gì, cất quân thì thần sắc không định mà hay lấy lời nói để thắng người đó là tướng ngu rồi, xem ngu luận của tướng mà biết được là thua, siêu hàng kiếm nói với cao đế, cảnh cam nói với quan vũ, lời bàn lều cỏ của gia cát, bài bình biên của phương pháp đều là phụ lời nói, tướng thục là vua chiêm viên ở quân đánh nhà Tống, vung cánh tay nói ta đi lần này lấy Trung Nguyên như dở bàn tay, tự ví như gia cát lượng mà mới đánh một trận đã bị bắt ngay, địch có mưu thần thì không dùng gián điệp để phá, địch có tiêu cấp thì sai người bỏ đi, địch có trồng cấy thì ta đánh lừa mà cắt đi, địch có nhân dân thì ta cưỡng bức mà bắt đi, ngầm đem của đúc cho gián điệp của địch khiến cho dân ra đẹp để mơ hoặc, biến ngựa tốt để làm đảng lầm, làm mọi cách để lừa cho khiến cho ở bên ngoài bị khốn, ở bên trong bị mê hoặc, khiến cho việc nước khỏi mét, bây giờ ta đem quân đi đánh thì có thể không phải nhọc mà lập được công, người giỏi dùng binh nên mưu làm khốn địch, địch khốn thì ta nhà lấy nhà để mà đánh khốn, không thua thì lợi, ta không tác chí ở Hán Đông mà bày quân của ta bày giáp binh đem võ lực tới địch sợ thì phải tính mưu nên khó dùng dáng, ở các nước Hán Đông tùy theo nước lớn hơn tùy tự kêu tất cả các nước nhỏ, nước nhỏ mà lừa thì lợi cho nước sở, thiếu sư tuấn xin vẽ ra yếu quân để khiến cho tùy kêu nước giảo mà khinh xuất thì ít mưu, ở đây Hán Đông tức là quận Hán Đông của họ Nguyễn, nhà Tùy bỏ trị sở ở Tây Bắc
huyện Trung Tường, tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Đây là còn chiêu thức thứ hai, tức là lợi cho nước sở. Đây là nước sở thời vũ đại, đô ở Trường Sa, tỉnh Hà Nam ngày nay. Dạo, nước dạo tức là một nước ở thời Xuân Thu. Sở đánh dạo, mang ngập quốc Hà nói, dạo nhỏ mà công suất, công suất thì ít mơ, xin đừng ngăn trở nguồn chiến cuối để nhớ giặc. Còn rất nhiều nữa nhưng mà tạm thời mình kết thúc ở đây là liệu thế để mà tay kiểm tra chẳng những được ứng dụng trong trong quân sự mà còn được ứng dụng trong kinh doanh nữa. Các bạn thấy nó phù hợp với mình, phù hợp với hoàn cảnh nào thì tùy cơ mà ứng dụng.